Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay, sang ngày mai 17 tháng 9 và cho 10 ngày sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, bão số 3 vừa đi qua. Hiện tại, hai áp thấp nối đuôi gần Philippines đều mạnh lên trong đêm và trong đó một áp thấp đã thành bão, điển hình với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 65 km/h. Cụ thể theo cục quản lý thiên văn địa vật lý và khí quyển Philippines Pagasa, vào hồi 20 giờ ngày hôm qua 15 tháng 9, áp thấp nhiệt đới bên ngoài khu vực dự báo của Philippines đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Pulasan. Vào hồi 4 giờ sáng nay ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão Pulasan ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc, 144,7 độ kinh đông, cách đông nam đảo Luzon 2.215 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 65 km/h, giật 80 km/h. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Gió mạnh đến gió giật mở rộng ra ngoài tới 380 km từ tâm bão. Bão Pulasan dự kiến di chuyển chủ yếu về phía đông bắc trong vòng 12 giờ tới, trước khi chuyển hướng tây bắc từ chiều ngày 16/9 tháng 9 đến chiều 18/9. tháng 9. Sau đó, bão dự kiến di chuyển theo hướng tây tây bắc và dự kiến bão Pulasan đi vào khu vực dự báo của Philippines vào khoảng tối ngày mai 17/9 tháng 9 và ra khỏi khu vực dự báo của Philippines vào khoảng sáng ngày 18 tháng 9. Trước đó, theo cơ quan này cho biết, với đường đi tương tự như bão BK, kịch bản đường đi hiện tại cho thấy bão Pulasan sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của Philippines trong suốt giai đoạn dự báo. Còn đối với vùng áp thấp đang hoạt động trong vùng theo dõi của Philippines, hiện nay đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cụ thể, vào hồi 13 giờ chiều nay ngày 16 tháng 9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam cho biết vị trí tâm áp thấp nhiệt đới này ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc, 123,9 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo Sông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, tương đương khoảng 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 đến 48 giờ tới như sau. Sang đến khoảng 13 giờ chiều ngày mai 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km di chuyển vào Biển Đông. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc này ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo vùng nguy hiểm ở trên biển ở 15,0 độ bắc cho đến 19,0 độ bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới gây ra là cấp 3 ở phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sang đến khoảng 13 giờ chiều ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam khoảng 20 km/h, lúc này mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển ở 14,0 đến 18,0 độ vĩ bắc, 114,0 cho đến 120,0 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai gió bão gây ra là cấp 3 ở khu vực bắc biển đông và phía bắc của khu vực giữa biển đông. Cảnh báo trong vòng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Mọi thông tin cũng như là diễn biến tiếp theo về đường đi của cơn bão này, kênh sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Phần tiếp đến của bản tin là tin mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, tin mưa sông cảnh báo mưa lớn cục bộ lốc xét gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Diễn biến mưa lớn trong vòng 24 giờ qua như sau, trong đêm qua ngày 15 tháng 9, ở Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đã có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15 tháng 9 đến 8 giờ sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 9, có nơi trên 100mm như Trường Bằng Sơn La 117mm, Bất Bạt Hà Nội 165,6mm, Thanh Thủy Phú Thọ 130,4 mm, Mậu Đông Yên Bái 100,6 mm, Hương Trà Quảng Ngãi 159,4 mm vân vân. Dự báo diễn biến mưa lớn trong vòng 24 đến 48 giờ tới như sau: Từ chiều tối ngày hôm nay ngày 16 tháng 9 đến chiều tối ngày 18 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa sẽ thường tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, từ chiều tối hôm nay đến chiều tối mai ngày 17 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cảnh báo trong giai đoạn đêm 18 tháng 9 sang đến ngày 19 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Thời gian mưa tập trung sẽ chủ yếu vào chiều và đêm. Từ ngày 20 tháng 9 trở đi, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xuống giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do so mưa lớn lốc sét là cấp 1. Đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Phần tiếp đến có bản tin là tin dự báo gió mạnh sóng lớn và một số thời tiết nguy hiểm ở trên biển. Hiện nay, ở Trạm Đảo Huyền Trân có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 đến cấp 9, ở Phú Quý có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, ở Trường Sa có gió giật cấp 7. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng 15 cho đến 18 độ vĩ bắc. Đối với áp thấp nhiệt đới vào lúc 13 giờ chiều nay, ngày 16 tháng 9 có vị trí ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc. 123,9 độ kinh đông kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh đang gây mưa rào và rông ở vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông, khu vực giữa và nam biển đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa. Dự báo diễn biến trong vòng 24 giờ tới như sau: trong đêm nay sang đến ngày mai 17 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cũng trong đêm nay sang đến ngày mai 17 tháng 9, Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra cũng trong đêm nay 16 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sang ngày mai 17 tháng 9 tăng lên cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m Ngoài ra trong đêm nay sang đến ngày mai 17 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 7 đến cấp 8. Hiện nay, mực nước chiều tại khu vực ven biển phía tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển. Cảnh báo trong đêm 17 tháng 9 và ngày 18 tháng 9, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do so gió mạnh trên biển là cấp 2. Lưu ý toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền trong vòng 10 ngày tới từ đêm nay 16 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9. Giai đoạn 1 trong vòng từ 24 đến 48 giờ tới, đối với bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to đến rất to mưa tập trung vào chiều tối và đêm đối với các khu vực trung và nam trung bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to đến rất to mưa sẽ thường tập trung vào chiều và đêm đối với các khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có rông cục bộ có nơi mưa rất to mưa tập trung vào chiều và đêm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Giai đoạn 2, từ đêm 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9. Đối với Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ khoảng đêm ngày 20 cho đến ngày 23 tháng 9, có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lui xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to đến khoảng ngày 19 tháng 9. Sau chuyển mưa rào và rải rác có rông, cục bộ vẫn còn có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phần cuối cùng của bản tin là dự báo thời tiết cho đêm nay đêm 16 và ngày mai 17 tháng 9 năm 2024 cho các khu vực trên cả nước. Đối với khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, trời có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Đối với các khu vực thuộc phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Lui xuống các khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Đối với các khu vực Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, Trời có mây, tối nay và chiều mai 17 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Đối với các khu vực thuộc Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Đối với các khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to, Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.